Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog Huế Vây. Thì tiếp tục là ngày hôm nay là em cũng muốn chia sẻ đến cho cô dì, chú bác, anh chị em những cái thông tin thì nó cũng liên quan về cái vấn đề như là của cô Sadi, năm chồng và năm con hiện nay. Thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tính tới thời điểm hiện nay thì cũng cái câu chuyện của cô Sadi cũng khá là lâu hả cả nhà ha, cũng được rất là nhiều anh chị em rất là quan tâm. Và thậm chí có rất là nhiều người hiện nay cũng khá là bức xúc về cái vấn đề này. Và thậm chí vị cũng thấy trong nhiều ngày hôm nay có nhiều người lên tiếng bênh vực bảo vệ cho cô Sadi rất là nhiều. Và thậm chí thì có nhiều người lên tiếng như là trách móc những anh em YouTube các kiểu luôn ha cả nhà ha. Thậm chí nhiều điều lắm, cũng khá là bức xúc cho những anh em YouTube. Tại vì người ta cũng muốn đưa những cái sự thật ra, nhưng có nhiều người lên xúc phạm và chửi rất là nhiều những anh em YouTube. Thì ngày hôm nay cũng có một vị khán giả vô cùng bức xúc về cái câu chuyện của cô Sadi, thì cũng muốn em chia sẻ lên cho cô dì chú bác anh chị em mình nghe. Thì em cũng xin chia sẻ cái đoạn ghi âm này lên để cho cô dì chú bác anh chị em mình nghe thử rồi mình phân tích coi là đúng hay là sai hay cả nhà ha. Thôi thì bây giờ em xin mời cô dì chú bác anh chị em mình nghe xem cái đoạn ghi âm này đi, rồi mình tiếp tục là mình phân tích ra cả nhà. Alo. Alo. Cho em hỏi phải tiếng vlog không vậy? Đúng rồi. Dạ, anh cho em chia sẻ cái anh Tiến. Dạ. Em coi cái thằng già này nó nói mấy người đàn bà mà nói Siri mà lên nói chuyện nghe thấy láo quá, anh cho em chia sẻ, em chửi nó chơi nha. Dạ, nhưng mà đừng có chửi lại cái chị ha. Dạ. Trời ơi, để em nói cho. Nói mà kêu á, thằng này bằng chú á, thì chắc có lẽ là nó không có cửa để em kêu bằng chú. Nhưng mà tao nói cho mày nghe nè, thằng già, mày biết cái gì vậy mà mày nói? Ủa, bộ mày ngủ với Seri hay gì mày bên Seri dữ à? Trời, trong khi đó con Seri á, người ta giúp nó, mà nó quay ngược lại á, nó coi á, người ta á, giả mạt à. Nó coi người ta không ra trăm gram nào hết trơn á, rồi á người ta bức xúc người ta lên, người ta có quyền người ta chia sẻ, người ta có quyền người ta nói. Mày là cái gì mà mày đứng ra mày kêu người ta là không có quyền nói, mày ông nội hay gì? Trời ơi trời, mày già mày hai ba thứ tóc rồi, mày lớn là mày cũng nói chuyện nghe sao cho được. Mấy mẹ đàn bà nằm ngửa nằm nghiêng sao, nằm ngửa nằm nghiêng chứa lên là bằng thợ ông già mày hay gì? Mày nghĩ sao mày nói chuyện với người ta giọng đó vậy? Trời ơi trời, chắc mày cũng dòng họ gì hay là mày cũng là chồng thứ mấy của con Seri hay gì vậy? Bởi vì mày lên mày nói chuyện cái giọng mà nói chuyện không ra giống ô giống quái nào. Cái nào mình đúng á thì mình nói cho đúng, còn cái nào sai á thì mình nói cho sai. Trong khi đó trước mắt á mày cũng dư thừa, mày thấy con Seri nó đối xử với người ta như thế nào. Nó làm bà cứu nội của người ta, người ta lo cho nó, người ta giúp cho nó như vậy mà còn làm bà cứu nội của người ta. Tao nói thiệt á nha, nếu mà đóng vai trò như tao á, tao mà bỏ tiền là tao giúp cái thứ đó ha, tao nói thiệt với mày, miếng gạch tao cũng dở lên nữa, tấm lá tao cũng dở xuống nữa. Chứ đừng có nói mà chuyện mà làm mẹ người ta, tiền của người ta bỏ ra người ta giúp cho mình thì cho cái gì mình nhận cái đó. Muốn đòi hỏi theo ý muốn của mình hả? Muốn đòi hỏi theo ý muốn của mình á thì ra đường á, nằm ngã nằm nghiêng á, lấy tiền về á, rồi làm theo ý muốn của mình. Chứ có đâu mà người ta gửi tiền ngày đồng tiền của người ta, đồng tiền của mạnh thường quân á, người ta đi làm á cũng cực khổ, người ta gửi gì người ta giúp cái gì thì mình mang ơn mình quý cái đó. Ví dụ như có tiền nhiều thì mình làm nhiều, có tiền ít thì mình làm ít. Chứ có đâu mà đòi hỏi á, là phải đồ á, là chất lượng đồ tốt. Mày bà nội người ta hay gì dòng cái thứ gì á, đẻ ra cho giữ vô rồi á, hả, đem cho con lấy 10 triệu ăn giọng rồi á hả, mày còn thằng già mày còn lên đây mày còn binh vực, mày nói đàn bà tao sao? Tao nói thì tao coi biết nhiêu clip, tao không bao giờ mà tao á điện mà tao nói á hả, mà bữa nay tao nghe mày lên tiếng hả, tao điện tao nói cho mày biết. Thấy dễ sùng mà biết bao nhiêu hả clip á hả, em coi em không bao giờ mà em điện mà em chia sẻ hay là gì trơn, mà em cũng bức xúc con nhỏ này lắm nhưng mà em không có nói. Dạ. Nhưng mà hả, nghe cái thằng già để lên nó nói đàn bà ta nằm ngửa nằm nghiêng, đàn bà nằm ngửa nằm nghiêng chưa nằm trên bàn thờ ông già nó hay gì mà nó nói. Dạ. Trời ơi trời, trong khi đó em hỏi anh nè, con Seri đó trước mắt đó, nó sai. Thí dụ như cái thằng già đó nó bỏ tiền ra ha, hoặc nó bỏ công nó giúp đi, mày thử mày bỏ công không mày giúp, mày bỏ tiền không mày giúp đi, Seri quay lại nó làm với mày vậy thử có mày như thế nào. Dạ đúng rồi.
Em nói với anh á, không phải ai cũng phải có cái lý do chứ, không phải như không người ta bỏ ngang, trong khi đó là bên anh Minh Tơ á, là người ta bỏ tiền ra. Không phải là người ta bỏ tiền, nhưng mà Mạnh Thường Quân người ta gửi tiền về giúp. Nhưng mà hả, tới cuối cùng á, rồi sao? Ta cũng lo cho nhà cửa đàng hoàng đầy đủ, rồi người ta tính tới chuyện á, sau này để lo cho cái nhà nó chu toàn đàng hoàng này kia, dốt cuộn sao? Nó làm mẹ người ta, nó muốn hả làm bà nội của người ta. Rồi hỏi sao ta giúp nữa. Rồi bắt đầu hả, em nói, em không phải em nói riêng thằng già này không, mà em nói cả những cái con, những cái thằng mà lên mà bình luận trên kênh mà binh vực xe ghi ăn báo quần què dơ nó hay gì mà binh hả, trong khi đó trước mắt nó không thấy con xe ghi nó như thế nào hay gì. Mà ở đó mà binh thử tụi bay bỏ tiền ra, hay là tụi bay bỏ công ra, tụi bay đi giúp nó đi, rồi nó quay lại nó đối xử với tụi bay cái tư cách, cái thái độ nó vậy, thử tụi bay như thế nào. Tụi bay phải suy nghĩ là tụi bay phải nằm trong hoàn cảnh đó, tụi bay coi như thế nào. Chịch ra chỉ biết chắc móc, chịch ra chỉ biết chắc móc. Biết rằng á, là những người người ta lên ta chia sẻ, người ta không giúp được cho nó, phải ta giúp được cho nó chắc máu ta chào ta họng mà. Hơn ta không giúp đó, chứ phải giúp cho nó mà nó có hơn đầy đủ còn nhiều hơn nữa, nó làm bà cứu nội ta giữ nữa. Đó, tụi bay giỏi quá đó, tụi bay bỏ công ra, tụi bay bỏ tiền ra, tụi bay giúp xe ghi đi. Rồi để cho nó quay lại á, nó làm bà cứu nội tụi bay vậy đó, cho tụi bay tức chơi. Để tụi bay chụp cho tụi bay chắc YouTube người ta, nếu mà không có YouTube á, thì con xe ghi cũng không có ngày hôm nay đâu. Tôi nói cho tụi bay biết như vậy. Cái nào đúng ra đúng, cái nào sai ra sai, cái nào mình thấy cái con xe ghi nó vậy nó không đúng. Mình bây giờ mình không bây giờ ví dụ như mình không điện chia sẻ, mình không chửi xe ghi, thì mình cũng đừng có vô cái bình luận mà nói chắc móc, mình nói này nói kia. Tụi mày hay quá. Trời ơi trời, em coi biết nhiều kênh, em coi từ cái kênh của anh Minh Tơ là em thấy là em thiệt với anh, em sùng dữ lắm luôn, nhưng mà em cũng không điện. Nhưng mà bữa nay em nghe cái, em coi cái kênh của anh, em nghe cái thằng già để nó điện lên, nó nói đàn bà người ta nằm ngửa nằm nghiêng à, kêu đừng nói tới xe ghi nữa, bà cứu nội nó hay gì nó không nói. Dạ. Em mới điện cho anh là hả, em muốn chia sẻ là để nói cho thằng già đấy nó biết, nó thế nào em chia sẻ thì thằng già đó cũng phải nghe kênh của anh thôi, nói cho mày biết luôn. Thằng già đầu lớn hai ba thứ tỏ ra không có bỏ công, mà tụi mày mày cũng đâu có bỏ công, mày cũng đâu bỏ tiền cho mày giúp đâu, mà để mày biết được xe ghi nó đối xử như thế nào. Mày thử mày bỏ công mày bỏ tiền cho mày giúp như là anh Minh Tơ rồi đi, rồi mày biết cái tư cách của nó thay nó làm như vậy với mày, mày biết như thế nào. Trời ơi trời, trong khi đó hả, người ta lo tự án giết, lo cả bản thân con của nó luôn. Cái cô gì á, bả nói á, là đúng, con nhỏ con của nó cũng mắc dạy, cũng không biết ơn không biết nghĩa, đi chồng găng mà hả. Em coi cái clip đi chồng găng, ngồi cái giọng cái thái độ hả, em nói thiệt chứ hả, nói mình không, mình tin mặc dù mình không bỏ tiền á, mình giúp thiệt chứ, em nói thiệt, em mà bỏ tiền em giúp sơ ghi để em nói thiệt với anh hả, kêu cái giọng mà ha, khỏi sân nhà sân bọng hả, em nói thiệt gạch em cũng dở, lá em cũng dở luôn đó, chứ đừng có nói. Chứ đừng có làm bà nội với em, đừng có làm bà nội của người ta. Nó ước mơ nó làm á, nó mở quán cho đã, rồi cái bắt đầu cái ta lợi tôi giúp nó đã, cái nó nói bài ra, ai bài cho nó, hay là tự nó ước mơ á, nó mở quán, ai bài cho nó. Nấu mà em hỏi anh á, bây giờ mình mới ra mình buôn bán, mình mới mở đầu là mình buôn bán, mình từ ở dưới thì mình đi lên, thì mình phải gói ghém cái nào gọn mình làm, để làm chi, để có dư ra được một cái mớ nào á, thì để mình xây sở trong nhà trong cửa. Đằng này nó mua, nó muốn mua đồ tốt không, mà nó mua hả dạ nó, rồi khi nó không bán nữa cái bắt đầu đem bán đồ nó bán lại, phải nó lỗ không, nó khôn không. Rồi nói nó, ai nói nó không biết chữ, nó không biết chữ mà nó vô nó đọc này kia, nó không biết chữ mà nó vô nó bình luận này kia, rồi hả nó biết cái tờ giấy nào, rồi số nào, chỗ nào hả, tiền á, bàn tiền ghế, nó không biết chữ hả. Có cái như những cái thằng mà ngu, những cái con mà chú ôn chú ngục á, mới tin lời nó, chứ ai tin lời nó. Đàn bà người ta, em nói thiệt với anh á, đàn bà của người ta số phận người ta như thế nào á, thì cái phần đó thì em không nói. Nhưng mà em nói với anh, nó cao nhất người ta ba chồng mà, chứ không phải là năm chồng. Dạ. Yeah. Mà tại vì do nó như thế nào, nó sống như người ta như thế nào, em nhìn cái thái độ nó mẹ người ta giúp nó sống như người ta như thế nào đó. Bởi vì đó, bởi vậy đó, năm thằng chồng bỏ đi chớn, bỏ năm đứa con lại nuôi đó.
Dốt cuộc có cái đứa thứ tư đó, nó đem cho tao, nó lấy 10 triệu nó ăn, không một giọt nước mắt mà nó rớt nữa. Bộ nó không biết thương con hay là gì. Em coi cái kênh thằng Trường Vlog là em biết con nhỏ này là lúc ở bên kênh Trường Vlog nó đẻ đứa thứ tư được. Đẻ đâu được, mới mười mấy ngày nó đem cho đó. Đem cho rồi lấy người ta cho nó lại 10 triệu lấy nó ăn đó. Trời ơi, đi qua kênh Trường Vlog á, coi kêu cái đám mà binh vực nó đi qua bên kênh Trường Vlog á coi. Rồi với em á điện á, em á nói cho cái thằng già đó nó nghe vậy đó, thấy hả, nó nói với đàn bà ta làm sao, đàn bà ta nằm ngửa nằm nghiêng chưa nằm ở trên bàn thờ ông già nó hay gì mới lên đi nó nói. Nói chuyện đàn ông mở miệng ra nói chuyện không có văn hóa, không có lịch sự chút nào, lớn già đầu hai ba thứ tóc nói chuyện nghe cho nó được, cho nó lọt cái lỗ tai. Em mà biết thằng già đó đâu hả, em nói thiệt danh đợi tới nhà thằng già luôn quất vét vô mặt nó luôn chứ đừng nói. Ăn nói chuyện lớn già đầu nói chuyện. Em nói dân nói xúc phạm biết bao nhiêu người luôn chứ không phải là riêng một hai người. Sao đàn bà sao? Đàn bà nằm ngửa nằm nghiêng nằm úp gì? Đàn ông gì nói chuyện hả? Mắc dại, vô văn hóa, vô giáo dục. Dạ rồi, vậy em cảm ơn nhân tiếng. Rồi rồi, ok, cảm ơn chị chia sẻ nha. Dạ dạ. Đó thì tất cả cô dì chú bác, anh chị em mình cũng đã vừa nghe xong một cái đoạn ghi âm. Thì hầu như có một vị khán giả cũng khá là bức xúc về một cái chú nào đó khi mà lên tiếng, nói chung là binh vực cho cô Sơ Đi. Thì cô lên tiếng binh vực, anh này lên tiếng binh vực nhưng anh xúc phạm đến một số người nào thì mình không biết, có thể chú này có thể là người quen hay là thân thích gì với cô Sơ Đi hay không, mà xúc phạm đến chị em phụ nữ rất là nhiều. Nên người ta lên người ta trả lời cũng nghe rất là hay ha cả nhà ha. Đó thì nói chung thì tụi em không có muốn nói về cô Sơ Đi này nhiều, nhưng tại vì có cô dì chú bác, anh chị em muốn chia sẻ về cái câu chuyện của cô Sơ Đi thì tụi em sẽ trực tiếp ghi âm lại và sẽ đưa thẳng lên cho cô dì chú bác anh chị em mình cùng phân tích và mình thảo luận với nhau ha cả nhà ha. Thôi thì cái video á thì ngày hôm nay là em chỉ muốn chia sẻ đến cho cô dì chú bác anh chị em thì nó có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị và các bạn có xem cũng nhớ cho em một cái like và một cái chia sẻ luôn ha cả nhà ha. Thôi thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và bye bye quý vị, bye bye.